Trao đổi thông tin chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc ASEAN CABIS trong khuôn khổ hội chợ CASPO 2023, thiết lập mối quan hệ lâu dài với Cục Xúc tiến Thương mại. Đó là những nội dung trong buổi làm việc giữa lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại và Ban Thư ký Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc ASEAN. Tại buổi làm việc, bà Dương Nhạn Nhạn, Tổng Thư ký Ban Thư ký Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc ASEAN cho biết, năm nay đánh dấu kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc ASEAN, cũng như kỷ niệm 20 năm hội chợ Trung Quốc ASEAN CASPO. Hội nghị CAPIS giữa lãnh đạo các nước ASEAN và các CEO doanh nghiệp Trung Quốc được tổ chức nhằm thúc đẩy hợp tác chiến lược giữa hai bên trên các lĩnh vực thương mại và đầu tư, kinh tế số và kinh tế xanh. Để sự kiện này đạt hiệu quả cao nhất, Ban Thư ký Hội nghị mong muốn Việt Nam là quốc gia danh dự của sự kiện và Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Việt Nam là đơn vị đồng tổ chức hội nghị, qua đó thiết lập được cơ chế hợp tác lâu dài trong hoạt động xúc tiến thương mại giữa hai bên. Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam Lê Hoàng Tài đánh giá cao đề xuất của Ban Thư ký, ghi nhận những cố gắng của Ban tổ chức CASPO trong suốt thời gian qua trong việc tạo ra động lực trong hợp tác thương mại và đầu tư giữa Trung Quốc và ASEAN, trong đó có Việt Nam. Qua 19 lần tổ chức hội nghị CABIS, Việt Nam đều có lãnh đạo cấp cao tham dự, đã thể hiện Việt Nam rất quan tâm tới sự kiện này. Với đề xuất của Ban Thư ký Hội nghị Thượng đỉnh, lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam thống nhất nội dung thực hiện báo cáo Bộ Công Thương trình Chính phủ để tham dự sự kiện này.